tầm 6 năm. Dạ, những bé khác mà mổ ra thì có thể moi ra con được ra rất là dễ dàng. Nhưng mà bé thứ ba này do nó nằm ở cái thế rất là khó. Nó nằm khó mà để bác sĩ đưa tay để lấy ra. Mà lúc đó là nguyên một ekip là rất là lo, tại vì sợ là em bị kiểu như là mình nín thở, không thở nữa, là bác sĩ là rất là sợ rồi. Gọi nguyên một ekip vào thì bắt đầu mới moi em bé ra. Thì trong quá trình đó là mình cũng phập phồng, lo lắm. Giai đoạn lúc mà moi con ra thì thay vì hai bé lớn nhà em thì kinh nghiệm đi sanh nhiều rồi, thì mình sẽ biết khi mà mình vừa sanh con là bác sĩ sẽ đưa ra trước mặt cho mình biết là đây là con của chị, bé trai nha, rồi để cho mình nghía nó một cái rồi bác sĩ mới bế đi. Còn đây bé thứ ba là moi được bé xong mà em không nghe bé khóc gì luôn, là y tá bé chạy đi luôn. Lúc đó là bắt đầu cũng hoang mang rồi, là lo lắm luôn, nhưng mà do mệt quá lúc đó là chích thuốc tê đó, rồi mình cũng cả một quá trình mình cố mình gượng để cùng với bác sĩ đưa con ra rồi liệm đi. Thì một lúc sau khi mà đưa vào phòng hồi sức rồi đó thì bác sĩ mới đưa về cho người nhà coi, thì lúc đó em mới biết là con mình vẫn còn lành lặn. Mà lý do là gì, đến bây giờ mình có biết lý do không? Em cũng không biết luôn chị. Mình cũng không hỏi. Dạ không, tại vì là cái lúc đó là gấp quá rồi, em cũng không biết được bác sĩ nào mổ cho em luôn mà. Tại vì là khi mà đưa em vô phòng mổ là một bác sĩ lạ, chứ không phải là bác sĩ em đã từng thăm khám. Nên là em không thể nào nắm được cái hồ sơ của em như thế nào cả. Thì quá trình mà mổ xong rồi lại trục trặc tiếp. Là mổ xong rồi, thường là mổ xong là phụ nữ mình á, khi mà mổ bé xong là sẽ ra huyết, ra máu. Thì em 3 ngày em không ra đợt nào. Wow. Coi như là lúc đó là rất là đau, vừa đau vết mổ mà vừa đau kiểu mình rồi. Lo nữa, mình không biết là tại sao mà mọi người ai cũng thuận hết mà tại sao mình lại bị trục trặc như vậy. Thì bắt đầu bác sĩ mới đưa ra đi nạo. Mà nạo lần đầu tiên, mà nạo mà bác sĩ không có chích thuốc tê luôn á. Là nạo mà nạo sống luôn đó chị. Rồi coi như là kiệt sức luôn, là cái ngày hôm đó là nạo. Xin chào chương trình Chat cùng mẹ bỉm sữa. Xin chào tiến sĩ tâm lý Tonya và xin chào Ngọc Lan. Mình có thể giới thiệu về tên cũng như nghề nghiệp của mình, rồi em bé mình bao nhiêu tuổi nè? Mình hiện tại là Nguyễn Thị Kim Huệ. Năm nay mình 37 tuổi. Mình đã là mẹ của 3 bé. Lần đầu tiên mang thai. Lần đầu tiên khi mà biết được em mang thai có nghĩa là sau khi cưới 2 tháng. Là lúc thời điểm đó là rất là mong có baby rồi. Thì bắt đầu là nôn lắm, gia đình ai cũng nôn hết. Thì khi mà phát hiện ra có bầu thì lúc rõ ràng ở nhà mình thử que là 2 vạch. Nhưng mà khoảng vài ngày sau thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ lại nói là không có thai. Thì bắt đầu mình cũng rất là ngạc nhiên, hoang mang á. Lúc đó là em thực sự là em sợ là hay là mình có thai ngoài tử cung. Cũng rất là lo. Thì cũng theo dõi ở nhà một thời gian, thì bác sĩ có hẹn là khoảng một tuần sau quay lại tái khám. Thì khi một tuần sau quay lại tái khám rồi á, thì mới lúc đó là mới có tim thai, thì mới biết chính thức là mình mới mang bầu bé đầu tiên. Lúc là thở phào nhẹ nhõm. Là do lần đầu mình đi khám nó quá sớm cho nên là các cái chẩn đoán nó chưa có rõ ràng, đúng không? Sợ. Vậy thì hai cái lần mang thai của hai bé sau thì cái gọi là cái diễn biến của cái lần mà mình biết tin mang thai hai bé nó có giống như bé đầu không, hay là nó rõ ràng hơn nhiều, mạch lạc hơn nhiều? Dạ, thực ra thì có kinh nghiệm hơn rồi chị. Tại hai bé sau á là có lần này là có kinh nghiệm rồi, nên là em biết chắc được là sẽ, lúc mà cánh thai á là em biết theo triệu chứng là em biết bé này sẽ là bé trai luôn. Ghê chưa? Kinh nghiệm luôn rồi. Trời ơi. Thì đứa thứ hai có canh trai, có cái vụ canh trai canh gái không, mà coi như là chắc như bắp bắp là con trai. Thật ra là em cũng gia đình em á là cũng rất là muốn mong có con trai á, nên là khi mà em mang bầu thì em cũng bị áp lực về tâm lý á. Mong cũng có con trai hả? Vậy có phải là rồi. Mong cháu đích tôn không? Đúng rồi ạ. Tại vì là ba đời mà. Ba đời nên là bé đầu là bé gái rồi thì áp lực lại càng nặng nề hơn. Đối tác chính của mình á, ảnh có biểu hiện những cái mong chờ thái quá hay như thế nào không? Không ạ. Hay là ảnh có thể là cái người hóa giải cho mình cái nỗi lo đó? Thực ra thì ông xã em thì cũng thoáng thôi. Nhưng mà là do tự áp lực cho bản thân mình ấy. Tại vì mình nghĩ là mình làm dâu vào một gia đình giống như là cũng ba đời rồi, không có con trai, thì khi mà mình vô thì mình cũng mong có bé trai nhiều lắm. Thì khi mà nghĩ biết là bé trai rồi tôi cũng mừng lắm chị.
Thực ra là em bị nghén bé đầu tiên và bé út. Còn bé giữa thì rất là khỏe, không bị gì hết luôn. Quay lại quá trình á, mà bé đầu tiên của em á, khi mà nghén tới mức độ mà thời gian đó là uống nước vô cũng ói, ăn gì cũng ói, nghe mùi cũng ói. Tại vì gia đình là ở trong nhà mà cho thuê phòng á chị, thì những người họ nấu đồ ăn, họ bóc lên á, rồi nghe mùi cơm, mà cơm sắp chín mà nghe mùi lên á, là coi như trên phòng mình là ói, ói thóc ói tháo ra luôn. Có nghĩa là mình không kìm được cái cơn ói của mình, lúc nào mà ngồi đâu, bất kỳ ngồi đâu mình cũng có thể phun ra hết. Thì cái thời điểm đó là ông xã em là người đi dọn, ba hai bé là có mặt ông xã hết. Ông xã bị xì chết về cái vụ dọn ói của vợ luôn á. Thì bắt đầu bé đầu tiên á, khi em ói dữ quá thì bắt đầu ông mới nói thôi bây giờ ông cho đi chơi, ông cho đi đổ cá ngựa. Thế bắt đầu em mới từ đó ở đây là em mới lấy cái nickname ở nhà, tên của con là đặt là Xí Ngầu. Là bé lớn bữa nay là 11 tuổi còn gọi là Xí Ngầu. Như vậy thì đến bé thứ ba mình lại lặp lại cái việc ngén của bé đầu. Dạ. Vậy mình có ứng dụng luôn cái câu chuyện tiếp tục đi chơi không, order những chuyến đi chơi tiếp để xử lý cái cơn ngán đó không? Dạ không, bé thứ ba thì bị tránh ngược hoàn toàn. Tại vì là ngoài mong muốn, nên là em cũng giai đoạn đó là em cũng bị xảy ra một sự cố. Có nghĩa là mình giai đoạn đó là thường mình đã đủ nếp đủ tẻ rồi á chị, thì thường thì cũng không ai nghĩ là mình sẽ sanh thêm nữa đâu. Nhưng mà ngoài mong muốn rồi á, thành ra là lúc cái giai đoạn đó là gia đình cũng chắc là tại sao mà không biết kế hoạch, mà tại sao cứ đẻ nhiều rồi lại không chăm được con hay tốt hơn á. Thì bà ngoại, thời điểm đó là bà ngoại gần gũi em nhiều nhất, thì do bà cảm nhận được là con mình cực khổ quá rồi. Có nghĩa là mình sanh nhiều đã không chăm mà còn cứ sanh vậy á, thì cái thứ nhất là hại cho sức khỏe, cái thứ hai á là mình sợ mình không có đủ sức luôn để mình dạy con cho nó tốt khi mà được hai đứa. Giai đoạn đó thì em cũng bị trầm cảm nhiều, có nghĩa là mình cứ giam mình trong phòng á, mình cũng không có nói chuyện nhiều với ai. Nhưng mà tất cả những cái khó khăn đó của bạn về mặt cảm xúc, về sự căng thẳng thì ông xã có nhận ra không? Thực ra thì ông xã em á, thì anh cũng do cái tính vô tư á, nên nhiều khi thấy vợ mệt thì cũng hỏi mấy câu vậy thôi à, hỏi cho có rồi chứ xong anh rồi không thôi nghĩ à. Là mình đang có vấn đề. Dạ đúng rồi. Và mình cũng không chia sẻ cái vấn đề đó với ông xã. Dạ em không có chia sẻ luôn á, có nghĩa là em cứ giam mình lại, một thu mình lại vậy đó. Không có chia sẻ cho ai biết hết, nên là cái vấn đề mà bị trầm cảm á không ai biết luôn. Em nghĩ vấn đề cái câu chuyện của bạn này á nó cũng thường hay xảy ra lắm á. Tại vì mình mang bầu đứa đầu tiên, cái cảm giác của mọi người đón nhận nó rất là khác, và ngay cả chính bản thân mình đón nhận cái đứa đầu tiên nó cũng khác hơn so với lại cái đứa thứ hai và đứa thứ ba. Nó sẽ có rất nhiều lý do để lý giải cho những cái la thai kỳ lần thứ ba trở lên, là tại sao người ta dễ gọi là dễ bị đau mút, bị mệt mỏi, hoặc là thậm chí là bị, tức là người ta không tận hưởng được cái cảm xúc hạnh phúc của thai kỳ. Yeah. Thứ nhất đó là quá mệt. Yeah. Rõ ràng là đang chăm thêm hai đứa nữa, đó là điều đầu tiên. Yeah. Cái thứ hai, gánh nặng kinh tế là gánh nặng em không thể chối bỏ được. Yeah, đúng. Cái thứ ba nó liên quan đến cái mà chúng ta đã nói với nhau rất nhiều, như ngày hôm nay nó cho mình thấy thêm một góc nhìn mới, đó là cái tâm thế đón nhận em bé. Ví dụ ngay cả trong câu chuyện của Kim Huệ ở đây thì Kim Huệ cũng đã cho chúng ta thấy một góc nhìn, đó là em nghĩ em đủ nếp đủ tẻ rồi, em không có thêm cái tâm thế, là em không có nuôi dưỡng một cái tâm thế là em sinh thêm. Cho nên là cái việc mà bé đến với mình là một cái việc mà mình không có mong chờ, chưa sẵn sàng, mình không có sẵn sàng, mình không có mong chờ, và kéo theo đó là hàng loạt những cái yêu cầu khác mà nãy giờ chúng ta đã liệt kê, nó làm cho cái thai kỳ lần thứ ba trở lên có thể nó sẽ gặp phải những cái khó khăn, và từ đó người ta sẽ rơi vào trầm cảm. Nhưng mà con mà mình đâu có chối từ được con đâu. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi đến cái đoạn là mình nói về cái chuyện vui đi. Ừ đúng rồi. Là cái chuyện mà mình đón các con đến với mình một đúng cách rồi. Thật sự sau một thời gian mà ngán ngủng quá trời quá đất. Dạ. Thì cái đoạn đi gọi là đi sinh thì như thế nào? Giai đoạn đi sinh á, thì em nhớ là có bé đầu tiên. Thì giai đoạn đó là do là con đầu lòng thì mình rất là mong muốn để đón chào đón con ra đời sớm. Thì ai ngờ đâu thì con lại, nó lại ở già hơn so với cái tuần mà bác sĩ dự đoán. Thì em nhớ là 39 tuần rồi là sanh được rồi á, nhưng mà bé nó lại cũng không có chịu ra. Thì lúc giai đoạn đó thì em cũng nghe hàng xóm cũng chỉ là bây giờ đi xin gạo, đi xin gạo hàng xóm để về cho nó dễ sanh. Cái mẹo hả chị? Mẹo dạ, chiêu nó sáng mẹo là mẹ chị bắt chị làm hồi đó sinh đứa đầu á, tại vì bạn cũng ở già xong cái sau đó cũng đi sinh. Sau khi sinh xong mẹ nói là mẹ định rồi đó, nếu ngày hôm đó mà con mà không có đi sinh nữa là
chiều đó là bắt con đi xin gạo nguyên cái phường luôn. Dạ thì giai đoạn đó em cũng đi xin vài nhà, nhưng về sau thì cũng chưa thấy ra gì cả. Thế xong rồi ngày hôm đó là quyết tâm là đi bộ, thì đi bộ nhiều quá thì tới hồi về nhà thì bị bể ối. Thì lúc mà phát hiện bể ối là lúc 9 giờ tối, thì nghĩ là ở bể ối hay là chắc là dễ xanh đây. Là lúc cái giai đoạn là mình lên tự vũ là chắc là được xanh liền luôn rồi đó. Ai ngờ đâu chị, đi lên tự vũ nó nở được 2 phân mà từ 9 giờ tối cho đến 9 giờ sáng hôm sau cũng không nở thêm được phân nào luôn. Thế là mà ối thì bắt đầu khô. Dạ đúng rồi, thì lúc cái giai đoạn đó là bắt đầu là bắt buộc là phải mổ thôi. Khi mà em mổ bé thứ 3 á, là một cả một quá trình vượt cạn, giống như là chết đi sống lại của một người phụ nữ vậy đó. Tại vì ba bé trên cùng một vết mổ nó rất là khó. Trong tổng thời gian là tầm 6 năm. Dạ, những bé khác mà mổ ra thì có thể moi ra con được ra rất là dễ dàng. Nhưng mà bé thứ ba này do nó nằm ở cái thế rất là khó. Nó nằm khó mà để bác sĩ đưa tay để lấy ra. Mà lúc đó là nguyên một ekip là rất là lo, tại vì sợ là em bị kiểu như là mình nín thở không thở nữa, là bác sĩ là rất là sợ rồi gọi nguyên một ekip vào. Thì bắt đầu mới moi em bé ra, thì trong quá trình đó là giống như mình cũng phập phồng lo lắm. Giai đoạn lúc mà moi con ra thì thay vì hai bé lớn nhà em thì kinh nghiệm đi sanh nhiều rồi, thì mình sẽ biết khi mà mình vừa sanh con là bác sĩ sẽ đưa ra trước mặt cho mình biết là đây là con của chị, bé trai nha, rồi để cho mình nghĩ nó một cái rồi bác sĩ mới bế đi. Còn đây bé thứ ba là moi được bé xong mà em không nghe bé khóc gì luôn, là y tá bé chạy đi luôn. Lúc đó là bắt đầu cũng hoang mang rồi, là lo lắm luôn, nhưng mà do mệt quá lúc đó là chích thuốc tê đó, rồi mình cũng cả một quá trình mình cố mình gượng để cùng với bác sĩ đưa con ra rồi liệm đi. Thì một lúc sau khi mà đưa vào phòng hồi sức rồi đó, thì bác sĩ mới đưa về cho người nhà coi, thì lúc em mới biết là con mình vẫn còn lành lặn. Mà lý do là gì, đến bây giờ mình có biết lý do không? Em cũng không biết luôn chị. Mình cũng không hỏi. Dạ không, tại vì là cái lúc đó là gấp quá rồi, em cũng không biết được bác sĩ nào mổ cho em luôn mà. Tại vì là khi mà đưa em vô phòng mổ là một bác sĩ lạ, chứ không phải là bác sĩ em đã từng thăm khám. Nên là em không thể nào nắm được cái hồ sơ của em như thế nào cả. Thì quá trình mà mổ xong rồi lại trục trặc tiếp. Là mổ xong rồi, thường là mổ xong là phụ nữ mình á, khi mà mổ bé xong là sẽ ra huyết, ra máu. Thì em 3 ngày em không ra giọt nào. Wow. Coi như là lúc đó là rất là đau, vừa đau vết mổ mà vừa đau kiểu như mình lo nữa. Mình không biết tại sao mà mọi người ai cũng thuận hết mà tại sao mình lại bị trục trặc như vậy. Thì bắt đầu bác sĩ mới đưa ra đi nạo. Mà nạo lần đầu tiên, mà nạo mà bác sĩ không có chích thuốc tê luôn á. Là nạo mà nạo sống luôn á chị. Rồi coi như là kiệt sức luôn, là cái ngày hôm đó là nạo coi như là kiệt sức là xỉu rồi. Thôi bác sĩ cho về phòng nghỉ một ngày. Tới ngày hôm sau lên bàn nạo lần thứ hai. Là mình mới vừa mổ vết mổ thứ ba luôn, mà bây giờ nạo lần thứ hai là lần này không đủ sức nữa, thì bác sĩ bắt buộc phải kích thuốc vô. Thì bắt đầu mới đủ sức để cho bác sĩ nạo ra. Nạo ra cái thì sau khi nạo bắt đầu máu huyết mình nó mới lưu thông. Thì lúc đó là mình mới là bình thường như những bà mẹ khác vậy đó. Dạ chưa, thay vì là mình mổ thì mình sẽ ở bệnh viện khoảng một tuần thôi là mình được xuất viện rồi. Còn đây bệnh viện giữ em tới nửa tháng. Đúng rồi. Nửa tháng mới cho về. Nhưng mà trước khi về thì siêu âm lại trục trặc vết mổ tiếp. Siêu âm thì em nhớ là về cái từ chuyên khoa thì bác sĩ nói là có một cái khối ekem kẽm gì đó, nó bám ở trên cái vết mổ của mình, nó chưa tan. Nên là cứ phải đi lại cho bác sĩ cho uống thuốc để cho nó tan cái vết đó, cái khối cô kẽm á, để nó bám trên vết mổ của mình để nó tan ra. Ôi khủng khiếp lắm chị, rồi nhắc tới quá trình mà hành trình mà để sanh các bé thì cũng là cả một vấn đề. Trời ơi, trong tất cả cái hậu phẫu đó thì ai là cái người ở bên cạnh chăm sóc và chứng kiến những cái nỗi đau về mặt thể xác đó của mình? Thật ra thì lúc nào cũng có ông xã em bên cạnh hết. Em còn có một bé mà không có tim thai nữa cơ. Cái giai đoạn mà hai bé đầu, cái giai đoạn đó là mình vừa mới sanh con xong rồi thì mình cũng cấn bầu, thì mình rất là
mệt mỏi đấy, tại vì mình vừa mới sanh bé xong mà bây giờ lại cấn nữa. Mà đi khám thì bác sĩ lại nói là không có tim thai, là do ông xã, là do khả năng ông xã do hút thuốc rất là nhiều. Thì lúc đó về thực ra là mình vừa bị buồn về tâm lý là mình phải bỏ con. Thực sự là khi mà con nào cũng là con hết, mà khi mà bỏ một đứa bé như vậy thì khi mình vừa bị đau về thể xác mà mình vừa bị đau về tinh thần đó chị. Nói chung là đau lắm, nó buồn lắm. À, lúc đó là coi như là chắc ông xã là nhiều. Lúc đó là em giận ông xã kinh khủng là tại sao anh lại hút thuốc mà để cho con mình lại bị như vậy ấy. Em không có cam, em nói là bây giờ tìm đủ mọi cách là làm sao mà để có thể cứu được cái đứa bé này. Nếu như mà em đi một bệnh viện mà bác sĩ nói như vậy em không có tin. Bác sĩ nói là bây giờ là phải đi lên để nạo, để lấy con ra đi, chứ không để lâu trong người ấy thì sẽ ảnh hưởng đến người mẹ. Thì lúc đó em mới không tin là bác sĩ một bệnh viện, em phải đi nhiều bệnh viện để coi là có đúng hay không. Thì khi mà đi nhiều bệnh viện như vậy ấy, thì kết luận như nhau là thai nó không thể nào phát triển được nữa. Thì lúc đó là coi như là sụp đổ hoàn toàn rồi đó, là không thể nào cứu vãn con được. Lúc đó là buồn kinh khủng luôn, coi như là gia đình thì mình chỉ biết là mình báo cho người ta biết thôi, thì người ta cũng chỉ đồng cảm thôi. Còn cái thực sự là người mẹ, mình là người tiếp cận với con hàng ngày ấy, mình xót, rất là xót ruột lắm. Thì bắt đầu em mới chọn cách là uống thuốc để cho được con thai ra. Nhưng mà xô một cái là uống vô thì con nó lại không ra hết chị. Con nó không ra hết, vẫn sót. Nó vẫn bị sót lại trong người mà em không biết. Em để nó ở trong người em 2 tháng sau. Thì tới kỳ kinh thứ 2 sau, tháng sau mình thử que thì thấy có thai. Mình rất là hoang mang, tại sao mà cứ có thai hoài à, tại sao mà cứ hay hết rồi lại có thai. Em lật đật em mới chạy lên Từ Dũ. Thì ở trên Từ Dũ nhốt tiếp 3 ngày. Nhốt 3 ngày ở trên đó để lại làm quá trình nạo lấy con ra. Thực sự buồn lắm chị. Thì lúc đó là trách bản thân mình và trách ông xã rất là nhiều. Khi mà ông xã nghe bạn trách như vậy đó thì anh phản ứng như thế nào? Lúc đầu ấy thì cũng có cảm thấy mình có lỗi. Cũng có hứa là rồi thì sẽ cố gắng để hạn chế hút thuốc bớt lại, để không làm ảnh hưởng gia đình. Nhưng mà thời gian thì đâu lại vào đó chị. Thì lúc đó là em cương quyết là tại vì cái cơ địa của em nó lại khó ở chỗ là cái cổ tử cung của em nó không có một cái vết, cứ nó thẳng vậy nè, nó không có cái bám để mình có thể đặt vòng. Tại vì đặt vòng thì nó sẽ trơn, nó bị tuột, nên là cơ địa em không đặt được. Thế lúc đó thì ông xã mới đồng ý là thôi bây giờ nhất quyết là thử đi lên Từ Dũ để tư vấn về triệt sản cho Nam á. Thì ở nhà em cũng làm công tác tư tưởng cũng 2 tháng hơn. Làm công tác vậy anh ấy nói là bây giờ em hết khả năng sanh đẻ nữa rồi, nếu mà bây giờ mà dính một cái nữa là thôi không biết phải làm sao hết. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho em. Thì cũng rồi đó. Đến ngày hôm đó em mới dắt ông lên Từ Dũ, đi vô phòng khám để tư vấn. Thì lúc đầu thì ông cũng hùng hồn dữ lắm chị. Thôi cũng vì thương vợ chấp nhận. Tới hồi đi vô phòng khám rồi ông biết là y tá tư vấn như thế nào. Anh đi ra. Ông sợ. Em thấy mồ hôi một kêu như thế nha. Em mặt ông tái mét luôn chị. Ông kêu thôi đi về. Em nói, ủa sao vậy? Kêu chưa làm gì mà. Kêu thôi đi về từ từ tính. Ông kéo em xình xịch chị, em không kịp chạy theo ông luôn á. Quá trình chăm các em bé sau sinh thì như thế nào? Thì gặp phải bé nó rất là khó. Thường bé nó hay khóc lắm. Thì bé nó khóc với mức độ mà em ẵm con trên tay mà cứ đặt xuống là nó khóc. Là coi như là cái thời gian mà ông xã đi làm về từ tối hoặc khoảng 7-8 giờ là bắt đầu mình ôm con rồi. Mình ôm con tới khi nào mà ông xã dậy ngủ một giấc. Dậy tới sáng hôm sau anh đi làm. Thì là nguyên một thời gian đó là em chỉ ngồi ôm con thôi. Ôm con suốt trong một thời gian ngắn như vậy là cũng khoảng gần 2 tuần. Là mình bị tới lúc mà cảm giác như là mình ôm con mà mình chỉ muốn thả nó xuống. Mình chỉ muốn thả nó xuống.
tới lúc mà mình ẵm đứa bé trên tay là mình xì chết nhiều quá rồi, mình chỉ muốn là bây giờ mình buông nó xuống là giống như là mình cho xong vậy đó. Thì giai đoạn đó thì hay khóc nhiều, cũng hay tủi thân nữa, tại vì cứ một mình loay hoay với lại ba bé. Rồi tới lúc mà tủi thân mức độ mà mình không có kiềm chế được cảm xúc á, tới lúc mà đứng trước cầu thang là mình chỉ muốn nhảy xuống thôi. Rồi cũng có một nhớ một lần là ức chế quá rồi tự nhiên nhìn thấy con mình sợ quá, mình để nó ở trong phòng vậy thôi, mình dắt xe ra mình chạy đi vòng vòng ngoài đường mà mình không biết đi đâu. Nó là cũng rất là nguy hiểm. Khi mà mình bình tâm lại rồi á, mình suy nghĩ lại là chỉ cần cái đó nó ranh giới nó rất là gần, nó gần lắm luôn. Chỉ cần mà mình có một cái gì đó mà nó thôi thúc mình mạnh nữa thôi là coi như là mình cũng không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Lúc em sinh đứa thứ ba thì hai bạn đầu là bao nhiêu tuổi? Bé đầu nhà em lúc giai đoạn đó là hiện tại bây giờ là một bé lớn là 11 tuổi, bé thứ hai là 8 tuổi và bé thứ ba là 6 tuổi. Vậy thì nhưng khi mình sinh em thứ ba đó thì hai bạn đầu đã được đi học chưa? Dạ đi rồi, là các bé là đã đi học rồi. Rồi ở trong nhà thì có ai phụ giúp em không? Giai đoạn đó thì cũng chỉ có bà nội, lâu lâu bà nội ghé thăm và ngó qua coi cháu như thế nào thôi. Còn cái việc mà đưa đón đi học gì đó thì ngoài một tháng ở cử ra là bắt đầu là em phải ôm hết. Mà ngặt một cái thằng út nhà em nó khó mà nó cứ ăn vô nó lại ói, ăn vô nó ói. Mà mình tìm đủ mọi biện pháp rồi mà không biết làm sao để cho con ó hết cái giai đoạn bị ói như vậy. Cũng đi khám rồi cũng thăm dò thì lý do về sau thì biết là do em chăm con kỹ quá, giống như là muốn ép con để ăn cho được á, dạng như là ăn cho khỏe cho tốt vậy đó. Thì cái bao tử của bé nó nhỏ quá, nó không có thể nào nó hấp thu được theo cái lượng mà mình đưa vô cho con, nên thành ra là con cứ hay bị ói là cũng là do mình, là do cái điều chỉnh không của mình. Có, thực ra là chị rất là hồi hộp ở cái đoạn là em biết mà không biết là em có thay đổi hay không. Vì Lan biết không, nhiều khi ban đầu có thể là do cái bao tử con đầy, con không hấp thu nữa cho nên con ói ra. Nhưng nếu như điều đó cứ lặp đi lặp lại thì cái việc ói đó nó sẽ trở thành một cái phản xạ có điều đúng kiện. Đôi khi là trong bao tử của con đói thiệt đó, con cũng chưa có cái gì đâu, nhưng mà vì cứ tiếp nhận thức ăn là sẽ ói, cho nên có thể lâu dần nó tạo nên một cái gọi là một cái bệnh lý. Nó không có tốt về mặt tiêu hóa cho con. Nhưng mà sau đó là mình có giãn. Tình hình có cải thiện được không? Khi mà mình buông rồi á thì thôi kệ bé ăn được bao nhiêu cũng được, thì dần dần nó giảm, hạn chế được cái số lần bé ói đi. Thì mình cũng đỡ cực nữa. Tại vì cái tính em thực ra là cũng rất là cầu toàn. Giống như là mình không có, mình nhờ người ta làm thì mình lại sợ người ta làm không vừa ý mình. Nên là mình cứ ôm hết bao nhiêu việc, mình ôm hết cho người mình vậy đó. Thì tới hồi mình ôm nhiều quá thì mình ôm không nổi nữa. Thì quá tải rồi, thì lúc đó giai đoạn đó là em bị như vậy. Nói chung là cũng rất là trắc trở. Dạ. Nhưng mà từ câu chuyện của Huệ, cái tự nhiên chị nghĩ tới một câu: đôi khi buông bỏ là hạnh phúc. Buông cái gọi là buông cái thực đơn đó ra, buông cái thời gian biểu ăn uống đó ra. Buông cái sự ép buộc con ra. Cái tự nhiên buông ra xong cái con nó hạnh phúc, cái mình cũng hạnh phúc lây, cái tự nhiên hai mẹ con vui vẻ hẳn lại. Cái hết trầm cảm. Dạ, dần dần bớt đi ạ. Vậy thì với rất là nhiều, với nhiều thai kỳ, với cực kỳ nhiều trắc trở như vậy, thì đến cái mục cuối cùng là cái chuyện mình nhắn gửi cho một ai đó, thì Huệ sẽ quyết định nhắn gửi cho ai? Thì chắc là nhắn gửi đến ông xã thôi chị. Nói ổng là bỏ thuốc đi. Ông xã, hôm nay thì có cơ duyên được đến với chương trình chat của Mẹ Bỉm Sữa, thì em cũng muốn nhắn gửi tới ông xã đôi lời. Vài là xã cũng, cái thứ nhất là ông xã cũng nên hạn chế bớt hút thuốc lại, tại vì nó cũng là một cái dấu ấn để cho hai vợ chồng đã quá đau rồi, đau khổ về đứa bé rồi. Thì cái thứ hai nữa là bớt thời gian ở ngoài công việc, thì cũng nên nghĩ đến gần gũi với các con nhiều hơn, tại vì thực ra ba bé rồi cũng nó cũng rất là cần tình cảm của một người ba. Khi mà gần đó thì các con nó sẽ cảm thấy như là muốn gắn bó nhiều hơn là với mẹ, tại vì mẹ thì hằng ngày lúc nào cũng gần mẹ nhiều rồi, nên là em muốn là anh nên sắp xếp lại thời gian để gần gũi với gia đình nhiều hơn. Cảm ơn Huệ. Dạ. Cảm ơn lời nhắn gửi mà hầu như tất cả các chị em phụ nữ đều
muốn nói đến với chồng của mình. Cái lỗi của các anh là các anh quá ỷ lại vào cái chuyện là người vợ của mình có thể dung dáng và sắp xếp được đúng cho rồi. Gia đình à, và các anh hơi vô tư, các anh lại nghĩ là các anh phải đi ra ngoài để mà lo cơm áo gạo tiền dạ. Còn chuyện gia đình là để cho chị em phụ nữ. Nhưng chúng tôi đều cần cái sự chia sẻ, chỉ cần một lời động viên thôi, một lời hỏi thăm thôi, thì chúng tôi đã cũng có thể rất là vui và vượt qua được hết tất cả để mà chúng ta cùng nhau nuôi con thật là tốt. Cảm ơn Huệ rất là nhiều.